Dạ, em ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào các bạn. Dạ, hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh chị em một chiếc xe 8 chỗ nha. Một chiếc xe mang nhãn hiệu thương hiệu Nhật nha. Dòng Isuzu Highlander. Cái dòng xe này cũng thuộc dạng gọi là nồi đồng gối đá nha các bạn. Cũng là một chiếc xe 7 chỗ là chú tiết kiệm dầu nha các bạn. Đó. Thì hôm nay em sẽ quay chiếc xe này lại cho các bạn xem. Thì hôm bữa em đi Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột thì cũng có mua và cũng đã quay cho anh chị em xem. Nhưng mà em chỉ quay sơ thôi. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết các chiếc xe này cho anh chị em xem. Thì để cho anh chị em nào mà đang có nhu cầu cần tìm nó mua thì mình xem chi tiết dọ dọ rồi mình mới tiến đến cái quyết định để tới xem xe ha. Thì bữa giờ thì cũng rất là nhiều anh chị em kêu em làm quay cho kỹ và để cho anh chị em xem được kỹ mới tiến đến xem xe. Thì hôm nay em sẽ quay cho nó kỹ cho anh chị em xem. Đó, bây giờ em sẽ quay tổng quan cái chiếc xe cho anh chị em xem nha. Đó. Thì nói chung cái chiếc xe này thì nước sơn zin cũng còn 80% nha các bạn. Đó. Dòng xe này thì anh chủ xe xài rất là kỹ nha, xài xưa đến giờ. Thì trước tiên em quay cái tổng quan cái xe này thì em cũng xin giới thiệu với anh chị em bà con là cửa hàng của em ngay thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha. Đó, từ ở ngã ba Dầu Giây mình đi về hướng Đà Lạt các bạn. À, ngay quốc lộ 20 á, các bạn về có tầm 58 km sẽ tới cửa hàng của em ha. Đấy các bạn thấy cái dáng xe nó, cái nước sơn zin đó mình nhìn nó rất là bóng nha. Nhìn nó rất là sáng, cái xe rất là đẹp nha. Đó, mình thùng của nó rất là thẳng nha các bạn. Tem zin, tem chỉ zin của nó nè, còn thẳng băng luôn ha. Đó các bạn thấy cái hông của nó không? Nhìn thẳng băng luôn nha. Nhìn rất là liền, rất là đẹp ha. Đó, ba cái cánh cửa này nè, thẳng xuống ha. Rất là đẹp nha. Nói chung vàng đồng thì nó không có bị nè. Các bạn thấy không? Đường nè, thẳng băng xuống nha. Vàng đồng rất là liền đây, rất là liền lạc nha. Thì có tem Vingroup Highlander nè. Theo xe nó các bạn. Cũng còn nguyên luôn nha, cũng còn nguyên theo xe nha. Đấy. Xi nhan chân gương nè. Thì bây giờ em sẽ quay cái capo cho các bạn xem ha. Đấy, cái capo của nó các bạn thấy không? Nhìn rất là đẹp nha. Đó. Nhìn rất là liền lạc nha. Nước sơn zin nha các bạn. Nước sơn zin nhìn nó đẹp lắm. Đó. Rất là mỏng nha. Nó nguyên zin nha. Đó các bạn ha. Thì các bạn thấy cái bóng đèn ở nó nhìn rất là sáng nha, rất là đẹp xe nha. Đó. Cái nhãn hiệu Isuzu cũng còn nguyên luôn ha các bạn. Đó. Đây, bóng đèn bên này cũng vậy ha. Còn rất là sáng, rất là đẹp nha. Đèn cản cũng sáng đồ bình thường hết nha các bạn. Bánh xe thì rất là cao nè các bạn. Đó. Còn nguyên rất là cao luôn ha. Đây. Mâm đúc của nó cũng còn rất là ok ha. Đó, nó chỉ bị chạy mấy chỗ này nè. Nói chung vì thời gian lâu quá nó phải có nó không được nguyên vẹn nha các bạn. Thì bây giờ em đây. Tem zin hai bên đều đầy đủ hết nha các bạn. Xi nhan trên gương nha. Tích hợp xi nhan trên gương ha các bạn. Đó. Gạt nước đồ đầy đủ hết nha các bạn. Các cây càng gạt nước cũng còn rất là đẹp nè ha. Nó có mình nó đó. Mình của nó rất là ok nha các bạn. Đó, rất là mỏng nha. Nước sơn zin mà sao không mỏng được. Đó. Thì các bạn thấy cái tập ly của nó. Nhìn nè. Đó. Rất là đẹp nha.
Đó, đường gân của nó đó ha. Xe là không có dịch vụ nha. Đó. Một cái nút điện đồ cũng còn rất là ok nè ha. Xe này còn đẹp lắm các bạn. Thì đối với xe này thì em cửa hàng chào bán với giá là 249 triệu nha các bạn. 249 triệu bao anh chị em bà con là cái giấy bán, cái hồ sơ ha. Các bạn thấy cái nắp nó không? Nhìn như là ok luôn ha. Đây các bạn. Cắp bi của nó này. Đường gân của nó này. Nhìn đầy đủ nha. Đó, nhìn cắp bi nó rất là đẹp ha. Chung cái dòng Isuzu Highlander 207 này mà rất là khó kiếm được một chiếc xe mà còn đẹp giống như chiếc xe này nha các bạn. Đó. Được bọc một bộ ghế da rất là đẹp luôn ha. Nhãn hiệu Isuzu nè. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh nha để được cập nhật những chiếc xe bên cửa hàng em về. Thấy cái bóng đèn ở đó, cái bóng đèn nó cũng còn rất là đẹp nha các bạn. Cái này là cái bánh treo của nó nha các bạn ơi, cái bánh treo, bánh xì cua của nó ha. Đó, bánh treo của nó nè, có miếng lưới luôn ha, nhãn hiệu Isuzu nè ha. Cái bánh thì được đem xuống dưới đây nha các bạn đó. Tại vì người ta sợ nó bị xẻ cửa, người ta chế, người ta bỏ xuống dưới nha. Chứ xe này là xe bánh treo ha. Ấy, biển số là 47A185 81 nha các bạn. Thì bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì bên cửa hàng sẽ bao các bạn cái giấy bán, rút hồ sơ về cho anh chị em luôn ha. Tem zin đồ còn nguyên nha các bạn. Đó, cái cúp sau nó cũng còn rất là đẹp nha. Đó, tem zin của nó này còn nguyên xì ha. Đấy, cái tấm bi nhựa của nó cúp sau này các bạn nhìn cũng còn rất ok nha. Đây, cái mâm sau của nó này cũng còn rất là ok ha các bạn, cũng còn tầm 70% nha. Dàn gầm đồ cũng còn rất là ok nha các bạn, không có mục mọt nha. Đây, cái táp ly bên này cũng vậy ha. Đó, nhìn cái táp ly đường gân của nó các bạn, nhìn cũng còn rất là đẹp nha. Nó không có bị mòn, không bị trơn tru gì hết nha. Đó. Chính tựa là xe rất là ít sử dụng nó mới vậy nha. Còn mà có dịch vụ là nó hay bỏ tay đồ là nó trơn tru hết ha các bạn. Đó, các bác cái cắp bi này là các bạn mua xe là lưu ý với cái đó nha. Như ba cái bon điện nè, đầy đủ hết ha. Đó, bon điện đầy đủ hết nha. Các bạn thấy cái mùi của nó đó, trên trần của nó đó, rất là sạch sẽ, rất là đẹp nha. Đó, thì bên này cái dàn máy lạnh nha các bạn đó. Máy lạnh băng giữa ha, còn ở bên này á, bên này là băng sâu nha. Đó, có hai dàn lạnh luôn nha, hai dàn lạnh bên này bên cuối cùng luôn ha các bạn. Nó nhìn cái băng sâu của nó đó, rất là rộng rãi ha. Đó. Đây, bên cửa này cũng vậy nha các bạn. Thì cái sùng chỉ đồ còn nguyên hết nha các bạn ơi. Đó, không thiếu một phân sùng cho các bạn nha. Đó, dấu zin của nó nè. Đó, dấu zin của nó nè ha. Nguyên hết nha. Đấy. Tắp ly của nó cũng vậy ha các bạn. Tắp ly của nó cũng đường gân đồ đầy đủ hết nha. Không có trơn tru, không có bị trơn tru gì hết nha. Tắp ly còn rất là đẹp nha. Cơ táp lô của nó cũng vậy ha các bạn. Nó táp lô nó. Trời, 207 mình táp lô nè các bạn thấy á. Nhìn mê ly luôn ha. Quá trời đẹp luôn nha. Đó.
Thì bây giờ đây, cái này là cái mở khóa ở đây nha. Đây. Đó. Nhìn cũng còn rất đẹp đây. Đây các bạn. Rồi. Có hai chìa khóa nha các bạn. Đây có chìa khóa theo xe nè ha. Như ở đây là chìa khóa Seiko nha, mót chìa khóa nè. Thì bây giờ em sẽ quay cái giấy tờ cho anh chị em xem ha. Đây các bạn, cái giấy tờ nó nè ha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái đăng kiểm cho các bạn xem nha. Đó. Đăng kiểm thì ngày 27 tháng 10 2020 hết nha các bạn. Đó. 2499 ha, 2.5 nha các bạn. Đó. Xăm sản xuất 2007 nha. Thì bây giờ em sẽ mở mở capo lên này quay cho các bạn xem cái capo ha. Đây các bạn, với cái ốc của nó nè, còn nguyên zin nha, rất là sạch sẽ nha, máy không có dầu nhớt nha. Đây, đó, với cái máy nè sạch sẽ hết, không có dầu nhớt gì hết nha các bạn. Đây cái bình ở nó đây ha. Thì bây giờ em sẽ nổ máy lên cho các bạn xem ha. Trước tiên em nổ máy thì em quay với cái bon điện ở đầu xe cho các bạn xem nè. Đó. Có đầy đủ hết ha. Đó. Đấy, có đầy đủ hết nha. Đây các bạn, cái máy nổ rồi nha. Ha. Nhìn nó cũng rất là êm ha. Đây. Không có đổ hơi nha các bạn ơi. Đó. Còn cái này là cái sạc vô thắng của nó nha. Đấy. Cái bộ OE của nó nè. Trời. Có hộp điện của nó trong này nha các bạn. Cái lốc lạnh của nó là các bạn. Nó máy nổ Isuzu mà máy nổ vậy cũng rất ok ha các bạn. Đó, bây giờ em sẽ quay tổng quan cái xe lại cho các bạn xem. Đó. Đó nhìn các bạn thấy cái dáng xe của nó không? Nhìn rất là chất nha, rất là đẹp nha. Đó. Giờ bây giờ em cũng xin phép em ngừng lại tại đây ha. Thì em cũng đã quay xong và chỉ có quay sơ lược thôi. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua thì mình lên xem xe và lên xác thực cái chiếc xe. Giờ mình chạy thử nha. Mình chạy thử coi có ok không. Xem xe có ưng ý hay không, thì trước khi mình muốn mua một chiếc xe là mình phải tới tận nơi để xem chiếc xe và chạy thử chiếc xe xem nó như thế nào rồi mình mới đi đến quyết định là mình mua ha. Tại vì một chiếc xe mình mua về xài thì nó với cái đồng tiền mà 200 mấy triệu á, cũng là mình làm cũng là rất là khó khăn để kiếm được cái đồng tiền ở đó ra. Rồi mình mua xe thì mình phải xem kỹ cái chiếc xe và đúng là đã ok, đã chạy ok chưa, hoặc là mình mua có đúng theo ý muốn của mình hay không. Đó, trước khi mình muốn chọn một chiếc xe là mình phải
nghiên cứu thật kỹ và tới xem xe và chạy thử. Mình khi nào mình xem mà mình hài lòng, mình chắc chắn là mình rất là thích nó, mình mới mua ha. Chứ đôi khi có nhiều anh chị em thì mình thấy đẹp là mình mua thôi, mua về thì xài thì thấy vài bữa thì thấy không có thích nữa, không có thích hợp, rồi chạy thấy nó dở quá, giờ muốn bán đi rồi mua chiếc khác thì nó sẽ bị lộ và phí cái số tiền mình làm ra nha các bạn. Đó, cho nên này em cũng khuyên anh chị em bà con mình muốn mua một chiếc xe, mình xem thật là kỹ, ok mình mới tới xem xe. Và mình tới xem xe thì mình cũng xem rất là kỹ càng, nhờ chạy xe chạy thử nha, chạy thử coi nó thật sự là đồ nó còn ngon hay không và nó có thể sử dụng được lâu hay không. Đó, mình xem cho kỹ, mình chạy cho kỹ rồi mình mới lựa chọn một chiếc xe ha. Còn đối với em thì cửa hàng chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng nha. Thì đối với em thì ưu tiên cho xe đẹp ha. Nói chung là mình mua một chiếc xe đẹp một chút xíu, nó mắc hơn là 20-30 hay là 50 triệu đi, nhưng mà mình mua về mình không cần phải sửa, đi nó sẽ bền, nó sẽ chắc hơn. Nếu mà mình mua một chiếc xe nó dập quá, nó rẻ hơn cả tầm 20-30, mình mua về nhưng mà mình sử dụng không được, mình phải đem đi sửa, giờ mình làm dàn gầm nè, làm máy móc nè, làm đủ thứ hết. Nhưng mà em xin phép nói anh chị em nghe nha, những thứ nó đã dập rồi thì mình đem về mình làm lại, mình tốn 20-30 triệu nhưng mà nó sẽ không thành cái chiếc xe nha. Cho nên là em mua xe em rất là ưu tiên cho những chiếc xe đẹp, cao hơn một xíu em cũng mua. Dạ, anh chị em bà con ở gần xa, ai có nhu cầu đang cần mua xe thì trước khi mình mua xe thì mình phải tìm hiểu và mình nghiên cứu cho thật kỹ nha. Chứ mua lầm những chiếc xe mà đem về sử dụng, cứ phải đem đi sửa hoài thì nó rất là tốn tiền nha. Đó, tiền mình rất là khó làm ra. Cho nên là trước khi mình muốn làm một thứ gì đó thì mình phải tìm hiểu cho kỹ và lựa chọn những chiếc xe đẹp. Thì các bạn đi mua một chiếc xe thì các bạn phải coi cho kỹ nha, chạy thử nè ha. Nếu mà mình không biết cách coi thì mình nhờ những thợ thầy đã rành xe và phụ mình xem xe đó, để test xe cho nó chắc. Thà mình tốn một chút tiền cho người ta nhưng mà người ta sẽ coi giùm mình cái xe để cho mình mua về mình không có bị lầm nha, không có cần phải đem đi sửa bao giờ này nó kia. Đến lúc mình mà sửa đến lúc chán á, mình không muốn sửa nữa, mình đem đi bán nó lại bị mất giá rất là nhiều nha. Cái dòng xe hơi mà nếu mà mình mua lầm là mình có thể mất mấy chục triệu nha các bạn. Cho nên là các bạn xin lưu ý những điểm đó nha. Thì còn bên cửa hàng mua bán thì ai cũng muốn bán đồ hết, thì xe ai cũng nói đẹp hết nha các bạn. Thì các bạn nào mà không có ai mà nói đồ của mình xấu hết, thì anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe thì nên xem cho thật kỹ và nhờ thợ thầy tới xem. Đó, những chiếc xe bên cửa hàng em thì nếu mà anh chị em nào mà có nhu cầu đến mua xe có thợ thầy thì em càng vui, chắc chắn là em sẽ bán được. Đó, thì anh chị em nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì anh chị em cứ liên hệ trực tiếp với em và tới xem xe. Và nếu mà có thợ thầy thì mình dẫn thợ thầy tới xem, còn không có thì anh chị em cứ tới xem và nhìn cho thật kỹ và chạy vài vòng cho coi có cảm giác được cái xe, giờ mình mới tiến hành làm thủ tục ha. Thì bây giờ em cũng xin phép ngừng lại tại đây và hẹn anh chị em video clip khác nha. Em chào tạm biệt các anh chị em bà con.